nay tôi giới thiệu với các bạn là đây là bộ hòa lưới không bám tải 600W của Sure. Tôi đã lắp, tôi dùng 4 tấm pin năng lượng mặt trời 110W, cứ hai tấm tôi mắc nối tiếp với nhau và mắc song song. Đây là cái điện tôi nối từ tấm pin xuống đây, nối đây hai tấm điện, dây điện cắm vào hòa lưới vào cái điện 220 của gia đình. Đây là bộ đo chỉ số. Hiện nay là 6:30 phút sáng và hiện tại ánh nắng rất là yếu. Hiện tại đo được khoảng 0,2 ampere, 60W. Đây tôi sẽ cho các bạn xem tấm pin. Đây là 4 tấm pin. Ánh nắng cho bạn xem, ánh nắng rất là yếu, ánh sáng rất yếu, tuy nhiên mà cũng đã được 60W. Tấm pin tôi mắc nhờ nhà hàng xóm. Đây là cái hệ thống nước năng lượng mặt trời. Tôi đang tiến tới dùng năng lượng mặt trời. Chỗ nhà tôi thì nó rất thuận tiện, tất cả các cái gia đình xây dựng đều bằng nhau, không che, bị che khuất ánh nắng.